Hôm ngày 1 tháng 6 năm 2018, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã công bố văn kiện mới về thể thao với tựa đề Cố gắng hết mình, viễn tưởng Kitô về thể thao và con người. Văn kiện gồm 5 chương dài, tổng cộng 50 trang, được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng y Bộ trưởng Kevin Farrand chủ tọa với sự cộng tác của bà Antonella Stelitano, nghiên cứu gia, thành viên Hội Italia về lịch sử thể thao, linh mục Patrick Kelly, dòng tên giáo sư thần học tại Đại học Seattle, Hoa Kỳ. Năm chương của văn kiện lần lượt đề cập đến lý do và mục đích của văn kiện. Chương thứ nhất, hiện tượng thể thao. Chương thứ hai, một ngành thể thao vì con người. Chương thứ ba, những thách đố dưới ánh sáng tin mừng. Chương thứ tư, và sau cùng là vai trò chủ yếu của giáo hội. Chương thứ năm. Trong số những điểm được văn kiện đề cập tới, có giá trị đa diện của thể thao, nhưng đồng thời cũng có hiện tượng thể thao bị lạm dụng, chống lại phẩm giá và các quyền con người. Chương thứ tư bàn đến các vấn đề này như thái độ tìm kiếm chiến thắng với bất kỳ giá nào, những nguy hiểm cho sức khỏe, và thể thao bị biến thành những món hàng thương mại, những lạm dụng thể lý, tính dục và cảm xúc đối với các trẻ vị thành niên và cả những thái độ phản thể thao do những kẻ ủng hộ một đội thể thao của mình. Giáo hội được đặc biệt đương đầu với bốn thách đố để tránh cho thể thao bị ô nhiễm, ví dụ sự hạ giá thân thể, đưa tới sự tự động hóa các vận động viên. Và người ta thường thấy điều này trong bao nhiêu trường hợp chuyên biệt quá sớm làm tổn hại sức khỏe. Tiếp đến là hiện tượng doping, dùng những chất kích thích trái phép để đạt được hiệu năng thể thao, hạ giá thể thao và gian lận. Thứ ba là hiện tượng biến thể thao thành những trình diễn thái quá, trong đó có tệ nạn tham ô hư hỏng lẹn vào, tệ tham nhũng thuộc loại kinh tế. Thứ tư là thái độ của những người ủng hộ và khán giả, nhiều khi để cho đam mê làm hư hỏng vẻ đẹp của thể thao. Đầu văn kiện có đăng sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng y Kevin Farrand, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Qua đó, Ngài bày tỏ vui mừng về việc công bố văn kiện này để làm nổi bật vai trò của giáo hội trong thế giới thể thao và cho thấy thể thao có thể trở thành một dụng cụ gặp gỡ, huấn luyện, sứ vụ và thánh hóa như thế nào. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội được kêu gọi trở thành dấu chỉ của Chúa Giêsu Kitô trong thế giới, kể cả qua thể thao được thực thi tại các hội trường sứ đạo, các trường học và hội đoàn. Mọi cơ hội như thế đều là tốt để mang sứ điệp của Chúa Kitô cho tha nhân, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Điều quan trọng là mang đến thông truyền niềm vui cho thể thao, và thể thao không gì khác hơn là khám phá những tiềm năng của con người. Những tiềm năng ấy mời gọi chúng ta biểu lộ vẻ đẹp của thiên nhiên và của chính con người, vốn được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Thể thao có thể mở đường tiến về Chúa Kitô tại những nơi hoặc những môi trường không thể trực tiếp loan báo Ngài vì nhiều lý do.